cái con điên đó là ai vậy? Con điên nào? Con điên ở trong phòng mới bước ra, tóc dài dài xõa như ma đó. À, cái đó là cháu của chú Bùng, em họ bà Khái á. Mà nè, tôi thấy là nó tỏ tình không đúng không? Tôi thấy thính bay ngập trời đó. Ờ, tôi cũng không biết làm sao á. Con điên nào vậy trời? Cái gì vậy? Em làm gì vậy? Em kiếm anh có chuyện gì hả? Chào anh, em là Quỳnh Anh. Em mới chuyển tới đây ở. Em thích anh, hẹn hò với em nha. Em biết mình đang nói gì không vậy? Em biết chứ. Hiện tại á thì em đang ở phòng chị Khả Ái. Nhưng mà nếu anh đồng ý hẹn hò với em thì trong 1 phút 30 giây em dọn qua đây ở luôn. Cái này là quà tình yêu, ăn cho ngọt ngào. Thôi, thấy cưng quá. Chắc chắn anh sẽ là của em, đợi đó. Cái gì vậy? Ông bị gì vậy? Tôi bị gì? Ông dâng bánh cho ai vậy? À, không phải. Nè, khoan, cho hỏi. Cái con điên đó là ai vậy? Con điên nào? Con điên ở trong phòng mới bước ra, tóc dài dài xõa như ma đó. À, cái đó là cháu của chú Bùn, em họ bà Khái á. Cháu chú Bùn? Ừ. Hèn chi, cái nết, chú cháu như nhau. Mà nè, tôi thấy là nó tỏ tình ông đúng không? Tôi thấy thính bay ngập trời đó. Ờ, tôi cũng không biết làm sao á. Cái này là cái gì á? Thính là gì? Thính người ta tặng tôi đó. Cửa, cho nên là em nghĩ ra một lối để lên phòng anh. Em coi thử nó dễ không, nhưng mà ai về đâu, tưởng không dễ mà dễ hơn tưởng. Đừng lại gần. Đừng. Em đứng yên, em không có đi đâu hết. Đừng yên. Em thích anh, hẹn hò với em nha. Không. Con cô đừng lại gần. Trời ơi, làm cái hành động gì cũng thấy dễ thương nữa. Thích rồi đó. Anh không cần trả lời em liền đâu. Tại nhìn vào ánh mắt của anh, em biết là chúng ta sẽ thuộc về nhau. Chúng ta không bao giờ cách rời được. Không có mời ghế, khỏi mời. Ủa?
Bà hả? Làm gì như gặp ma vậy? Nãy á, có nhỏ kia vô á. Ừ, tức á. Có thể nói chuyện bình thường được chưa? Được, được, được. Nè, cái con điên đó, sao nó vô đây được vậy? Cái gì? Cái lỗ của tụi tôi mà nó cũng phát hiện được hả? Con này, dễ sợ thiệt chứ. Chết rồi rồi Kiệt ơi, nó không phải con người đâu. Nó là yêu quái đó. Mà ông là Tuấn Kiệt. Trời ơi, ông với nó kết hợp lại là quái Kiệt đó. Cái gì vậy? Cái gì vậy Kiệt? Con làm gì vậy? Cứu. Ai vậy? Trốn. Mỹ Minh. Anh Kiệt ơi. Anh Kiệt ơi. Vậy cho con hỏi anh Kiệt có ở đây không? Con thấy phòng này có thằng Kiệt không? Nếu con thấy có thì con hỏi. Còn con không có thì thôi chứ. Con hỏi nhưng không hỏi vậy đó. Tủ đựng quần áo. Muốn mở à? Hình như trong mắt của con á, con không có tin tưởng lời nói của dì đúng không? Nó đi rồi. Cái con nhỏ này trời ơi té kìa con. Con nhỏ này sao nó dễ sợ quá vậy con? Hả? Hả? Con không biết sao nữa nhờ. Đố coi. Tao không hiểu nó đi học cái trường gì nha. Mày thấy không, nó mất lịch sự dễ sợ. Nó vô nó sốc giữa cái đường giường của bành cái nó... bành cái giường vô luôn. Đó. Con này thiệt tình à. Giờ ông sống sao giờ Vú? Sống sao gì trời ơi, cái ông bảo bùng này cho con nhỏ này ở đây không có được đâu. Vú suy nghĩ rồi, Vú thấy có mặt con này ghê lắm. Vậy giờ mình làm cách nào Vú? Ê! Cái con đó, nó sợ gì? Sợ gì ta? Nó sợ ma không? Ma sợ nó chứ nó sợ ma cái gì? Vậy nó sợ quỷ không? Quỷ là bà nó còn không sợ. Ờ. Tôi nghĩ ha, với dốc dáng của nhỏ đó ha, là nó sợ mấy cái con mà kiểu mà cào cào cho chấu dáng, rít thằng lằn đùa mấy con cơ bản á. Mấy con cơ bản? Mấy con cơ... mấy con nâng cao là mấy con gì? Là khủng long rồi đó. À. Mấy con cơ bản. Quá dễ. Dễ không? Cái gì khó. Trời ơi, quỷ ma khó kiếm nha. Chứ mấy con cơ bản dễ tìm. Bà dám bắt không? Dám chứ. Nè, cốc nhái ở nương đồ nè. Rồi cái gì? Cái gì nãy nói gì? Thằng lằn tắc kè. Thằng lằn tắc kè đó. Trời ơi, mấy con đó tôi cũng sợ mà. Thôi. Nhưng thôi, mà dì bạn. Dì bạn tôi làm được hết. Xinh quá. Thường thôi mà. Good morning mọi người. Ủa? Hả? Sao làm gì mọi người nhìn gì vậy? Anh Kiệt. Hả? Bị gì vậy? Mặt gì mà thấy ghê vậy? Mụn. Xấu quá. Ghê quá đúng không? Em yêu anh. Không thấy ghê ghê lắm. Thấy ghê lắm. Em yêu anh. Xấu quá. Nó được nhau vòng vòng ngoài sân kìa. Ủa nó xấu vậy mà cũng còn yêu hả? Có nghĩa là mình thất bại rồi đó. Thất bại hả? Vậy giờ sao? Không sao. Thua kêu này bài kêu khác. Cái gì vậy?
em mới thấy ở trên giường á, chắc là em phải xuống xin bác bảo bồn cho em nuôi con bé cưng này quá. Phải là Nguyên nhìn nhận Chúa, nó nghĩ sao nó nuôi con đó vậy trời. Nó là con quỷ nó mới nuôi cái con đó đó. Chết rồi, bây giờ làm sao, giờ làm sao? Ai ơi, hả? Hay mình nhường kiệt cho nó luôn được không? Chứ tôi sợ quá. Nó còn nhỏ, hay là bà nhường đi, người ta gọi là kính trên nhường dưới đó. Bà nhường đi. Không, không nhường đâu.